Xin chào các bạn, hôm nay mình và các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu qua một chiếc xe Đông Ben X30, có thể nói là một trong những cái chiếc xe có một cái màu sắc đẹp nhất của Đông Ben. Màu này được gọi là màu xe xanh ngọc. Chiếc xe này trả góp chỉ từ 70 triệu đồng. Nếu chúng ta trả thẳng cái giá mà chúng ta sẽ chi trả cho sản phẩm này, nó rơi vào khoảng 250 triệu. Mình và các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu về cái sản phẩm này. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ô tô Thiện Nhân. Chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả. Hôm nay mình sẽ rất là vui mừng được giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm xe Đông Ben tải van 2 chỗ, trọng tải là 950 kg, có một cái màu sắc là một trong những cái màu sắc mà mình đánh giá là đẹp nhất. Mình và các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu qua cái sản phẩm này. Trước tiên này, thì với cái màu sắc xanh này thì chúng ta có thể so sánh với những cái màu hiện tại đang có trên thị trường là ba màu cơ bản là trắng bạc và một cái xanh dương. Nhưng cái màu xanh ngọc này thì hiện tại đang rất là ít, các bạn sẽ nhìn thấy nó rất ít có ở trên thị trường. Cái này nó chỉ là những cái màu sắc mà tùy chọn của khách hàng cá nhân, thì các bạn tùy chọn thì mới có được cái màu này. Cái màu này cũng giống như cái màu nguyên bản thôi, vẫn được sơn theo công nghệ sơn 11 lớp, không khác gì cả. Chúng ta vẫn có một chiếc xe với hầu hết các cái tùy chọn giống như những chiếc xe Đông Ben X30 V2 khác. Vẫn là một cái cụm tản nhiệt to bản theo cái thiết kế hơi hướng của các cái chiếc xe BMW. Chúng ta có logo ở đây. Chúng ta có hệ thống đèn sương mù bên hai bên, hệ thống đèn pha bi xi lông cũng rất nổi tiếng của Đông Ben rồi. Ở phần hông thì chúng ta sẽ có một số cái điểm cũng đã quá quen thuộc rồi. Chúng ta có cái logo. Mời camera lên trên này. Chúng ta vẫn có những cái điểm rất quen thuộc của Đông Ben X30. Thứ nhất là cái logo 1.5L này, đó tượng trưng cho cái động cơ, cái trái tim của cái sản phẩm này. Cái động cơ của Sunray Moto. Cái động cơ này có công suất cực đại là 80kW ở 5.200 vòng quay, cho cái moment xoắn cực đại cũng khá cao, leo dốc thoải mái. Cái bộ máy này cũng có cái tiêu chuẩn khí thải Euro 4, cũng là cái một trong những cái tiêu chuẩn khí thải mới nhất hiện tại đang có ở thị trường Việt Nam. Chúng ta có các cái tay nắm cửa mạ chrome như thế này. Đó. Ở đây là hệ thống gương cũng được chia làm hai màu này. Các bạn nhìn là các bạn sẽ thấy. Hệ thống lốp vẫn rất quen thuộc là lốp 115R13, lốp không xăm. Ở trên chiếc xe này thì chỉ có hai cái linh kiện mà chúng ta được thấy nó chính là được sản xuất ở Việt Nam, đó chính là cái lốp này, lốp của Kasumina và cái ắc quy. Ở đây chúng ta vẫn có các cái khe rượt, dây trượt của cửa rất là quen thuộc. Với cái phiên bản Đông Ben 2018 và đời 2019 thì cái sàn này nó được làm thành sàn hợp kim. Ok, mình mời các bạn sang đằng sau lưng để chúng ta xem qua cái phần sau lưng của cái sản phẩm này và cho các bạn có thể đánh giá được là nó có đẹp hơn nhiều so với các phiên bản X30 màu trắng hay màu bạc mà mình đã làm rất nhiều video trước rồi hay không. Ở đằng sau một cái màu xanh khá là lạ, màu xanh ngọc. Chúng ta vẫn có các cái logo Đông Ben được dán đề can và in nổi trên thân xe như này. Đây vẫn là thanh mạ chrome sáng loáng như này. Hệ thống đèn sau và cái logo X30 rất là lớn và to bản. Thì cái sản phẩm Đông Ben X30 V2 phiên bản 2 chỗ là một trong những cái chiếc xe tải van được bán chạy nhất ở trên thị trường. Nó được sánh ngang với Suzuki Van, cái chiếc xe mà Super Caravan mà các bạn nhìn thấy rất nhiều trên thị trường rồi đó. Đây chúng ta sẽ có một cái khoang chở hàng rất là lớn, trọng tải là 950 kg, đã được ốp cái sàn A-Lock có chất lượng cao lên như này. Hai cái gồ lốp này cũng đã được ốp nhựa lên thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng mà không còn lo lắng là nó bị xỉ xước trong quá trình mà chúng ta sử dụng. Ok, mình mời các bạn vào nội thất xem cái sản phẩm này nó có gì. Mình mời các bạn vào khoang nội thất để xem nó có gì khác biệt không. Ở khoang cabin thì vẫn là một trong những cái chiếc xe có một cái khoang cabin hiện đại, thiết kế đẹp mắt. Mình nghĩ rằng các bạn sẽ không tìm thấy bất kỳ một cái xe lăn tải van nào mà có cái nội thất đẹp mắt và rộng rãi như cái chiếc xe Đông Ben X30 này. Mình đã giới thiệu quá nhiều rồi. Chúng ta có hệ thống điều hòa hai chiều này, điều chỉnh khe lấy gió, điều chỉnh hướng gió này. Chúng ta có một hộp chứa đồ ở đây mà rất nhiều xe tải van khác không có. Chúng ta có hệ thống FM radio và có cổng USB ở đây.
có nhiều khách hàng của mình hỏi là cái này có cổng USB không, cắm USB vào nó có phát nhạc không, bảo có thì mình cũng xin thưa là có chức năng đó. Vô lăng 3 chấu, trợ lực lái điện, khóa điện, có điện đồng bộ không giống như các cái sản phẩm của các hãng khác, cần số rất là đẹp, phanh tay mọi thứ vẫn rất đầy đủ cho những cái nhu cầu cơ bản của người dùng. Ở đây có đèn trần này, hệ thống lao phông trần chắc chắn, không bị dính mùi. Ok, như vậy là mình đã giới thiệu qua, tại vì cái sản phẩm này thì mình đã giới thiệu rất nhiều lần rồi, nhưng mà hôm nay thì tiện thể là mình sắp giao tới tay khách hàng cái sản phẩm màu này nên mình cũng cho các bạn xem qua. Mình cho các bạn xem qua là cái màu sắc này nó được, nếu mà khi mà lên video thì nó được đẹp như thế nào. Mình đang cho các bạn xem ở trên cái định dạng của video 4K thì mình hy vọng là nếu các bạn có những cái TV 4K ở nhà, các bạn xem cái video này các bạn sẽ nhìn thấy được hết cái vẻ đẹp của sản phẩm này. Nếu bạn quan tâm đến X30 hãy gọi cho mình 0987 73 22. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Chân thành cảm ơn.